Nói gì nữa giờ, ở Gò Vấp, lỡ mọi người mà thèm bánh canh cá lóc á thì nhớ thử ở đây nha. Quán thì có chút ế à, mà buổi trưa xuống một cái là đông dữ lắm. Có bán bánh canh cá lóc, đầu cá, rồi có cả xương nữa. Đây, cái tô phi lê cá này 30.000 nè, mọi người thấy chất lượng không? Còn đây là cái phần đầu cá của Vĩnh, phần này thì sẽ có giá là 60. Đầu cá thì vừa thôi à, không có quá to đâu, nhưng mà đỉnh một cái là có luôn cả trứng cá nữa. Món này mà ăn kèm với lại rau đắng là đúng bài, mà mọi người nhớ thử thêm cả mắm me ở đây nha, Vĩnh thấy ngon á. Cảm giác nó vừa vặn dữ lắm, chưa kể là phi lê cá làm sạch sẽ rồi, cứ vậy mà ăn thôi. Vĩnh đoán là cá nuôi nha, nhưng mà thôi cũng không sao, ăn ổn áp vừa vặn là được rồi. Cũng không phải tự nhiên mà cái quán nhỏ xíu như vậy mà đông đúng không? Nhìn cái đầu cá hơi nhỏ vậy thôi chứ cũng nhiều thịt dữ lắm á. Chưa kể là bạn nào mà thích ăn lòng á thì còn luôn, còn dính chút xíu ruột nên là ăn không được thì nhớ bỏ ra nha, chứ không là bị đắng á. Quán nhỏ nhưng mà sạch sẽ lắm, bóc bánh canh là đeo bao tay đàng hoàng.